Rồi. Mi ơi quên ở nhà mình có bánh mì vừa ăn còn mẹ quên rồi. Anh nào anh cho em miếng nữa hả? Anh ơi. Mẹ anh chỉ cho hai miếng thôi nha. Ok. Ăn đi ngon lắm. Anh sáng chưa mất. Sáng ra chưa mất. Ấy nhiều rồi đó luôn nhỉ. Thôi thả nốt đi nào con. Hết.